Thưa quý vị, thay vì nghe nhạc hay tin tức trực tuyến thông qua các ứng dụng Internet thì một chàng trai ở Tây Đô lại chọn cho mình chiếc radio hoặc là máy cassette. Cũng chính sở thích đặc biệt này đã giúp cho 8X sở hữu hàng trăm chiếc máy radio hay là cassette xưa được xem là độc nhất miền Tây. Dù có tuổi thọ bằng cả đời người, thế nhưng những chiếc máy này vẫn hoạt động tốt thưa quý vị. Miền Tây kỳ thú hôm nay xin mời quý vị cùng tận một sở thị bộ sưu tập độc đáo này quý vị nhé. Thuộc thế hệ 8X nhưng chàng trai này lại có một sở thích đặc biệt, đó là nghe nhạc và tin tức từ những chiếc máy radio hay cassette cũ. Cũng từ sở thích kỳ lạ này đã đưa anh đến với những chiếc máy nhuốm màu của thời gian. Từ thời nhỏ mình đã thích được nghe đài phát thanh hoặc là nghe những cái chương trình trên đài phát thanh địa phương đó. Thì ngày xưa cha mẹ cũng có cái radio nhưng mà nó hay bị hư lắm. Rồi đâm ra là mình cứ những lúc mà tới cái chương trình mình thích nghe lại hát không được. Rồi mình cũng hy vọng là lúc sau này mình có điều kiện mình sẽ sưu tầm một hai cái. Rồi sau này mình có điều kiện thì mình về mình đi đây đó mình sưu tầm. Rồi mình mới tìm lại được những cái mẫu mà ngày xưa ông bà mình đã xài thời gian qua. Rồi trong đó mình mới chọn lọc ra những cái nào đẹp, còn hát tốt, còn sử dụng hoạt động tốt thì mình sẽ sưu tầm giữ lại. Bắt đầu sưu tầm khoảng 3 năm trở lại đây, nhưng 8X này đã sở hữu bộ sưu tập hơn 200 máy cassette mà nhiều người ao ước. Từ những chiếc máy được sản xuất tại Nga, Nhật, Đức hay Mỹ, có niên đại năm 1955, năm 1975 trở về trước, với những tên thương hiệu nức tiếng như Panasonic, Sony hay Samsung. Ban đầu anh chỉ sưu tập một ít để trưng bày, nhưng rồi dần dà, niềm đam mê càng lớn, anh bỏ công để săn tìm. Gần như tất cả các máy cassette do anh sưu tập đều hoạt động bình thường, có loại còn nguyên bản và đóng hộp cẩn thận. Số khác đành lưu kho để tìm linh kiện thay thế phù hợp. Và tự tin hợp tác với tất cả các nước trên thế giới. Ông tin tưởng rằng Đại hội Đảng lần thứ 13 sẽ trở thành ngọn hải đăng tiếp theo với kế hoạch rõ ràng. Trên bến cùng ai đang nặng thề. Mua cái máy vậy đâu phải cái máy nào cũng hoạt động tốt. Mình cũng phải tìm một cái máy giống vậy. Nó mất nút mình phải kiếm cái máy để khác, phải thay cái nút vô hoặc là hư một cái con công suất gì đó là mình phải tìm một cái máy khác để thay thế cái máy hoạt động tốt hơn. Và tổng cái số lượng radio và cassette thì mình cũng trên dưới 200 cái, mà khoảng trên 180 cái là đang hoạt động bình thường. Còn các mẫu còn lại thì do điều kiện là thiếu linh kiện hoặc là thiếu những thiết bị để thay thế thì chỉ là trưng bày decor. Ví dụ cái để máy này á thì nó đẹp về ngoại hình, nó đẹp về cái độ hoàn chỉnh, nhưng mà nó lại không hiếm bằng những cái mẫu mà độc bản hoặc là những cái mẫu mà ít sản xuất. Để sở hữu được bộ sưu tập như hôm nay là cả quá trình gian nan, bởi những dòng máy này hiện nay ít người còn sử dụng. Số khác khi tìm về cũng chẳng lành lặn. Đa phần máy khi tìm mua về hư mạch là chủ yếu. Riêng việc bảo quản cũng lắm công phu, phải giữ cho các bo mạch không thấm nước để nơi tránh ánh sáng mặt trời. Ngoài việc tìm kiếm thông tin từ các hội đam mê máy trên mạng xã hội và nhờ bạn bè hỗ trợ, những chuyến đi lắm khi cũng chẳng gặt hái được gì, nhưng chưa bao giờ anh nản lòng. Ví dụ mình nghe một cái kênh YouTube hoặc là một cái đài địa phương trên mạng á, hoặc một bài nhạc tải về từ bên YouTube thì nó rất là bình thường. Nhưng mình nghe những cái chất mộc của âm thanh phát ra từ đài phát thanh, và đặc biệt là những cái bài hát trong đài phát thanh, nó sẽ hát được chọn lọc và rất là hay. Tới cái giờ đó mình mới được nghe cái chương trình đó, chứ còn bây giờ điện thoại mình mở ra là lúc nào cũng có. Và thứ hai nữa là khi mình nghe, mình mới cảm nhận được cái chất âm của cái từng la vô nó mở phát ra, nó sẽ hay hơn trong điện thoại và TV và những thiết bị âm thanh khác nhiều. Trong căn nhà nhỏ của mình, anh luôn dành một góc riêng để trưng bày những chiếc máy cassette, radio và những chiếc đèn dầu xưa. Tất cả được trưng bày sắp xếp gọn gàng theo gam màu và xuất xứ, tạo ra một tổng thể màu sắc bắt mắt. Ngày nay, dù các thiết bị âm thanh điện tử ngày càng hiện đại, nhưng với anh Hiếu, cũng như những người đam mê chất âm mộc mạc, vẫn chọn riêng cho mình chiếc đài cassette.
Bởi đó không chỉ là đam mê sở thích mà đó còn là cả ký ức tuổi thơ một thời.